đến với kênh Tầm Cập Hè này. Vâng, và ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn chơi một cái con app trên cửa hàng Shopify rất là ngon. Hàng ngày các bạn claim và nhận ba loại đồng điện tử. Đồng tiền điện tử thứ nhất là Dogecoin này. Đồng điện tử thứ hai là LTC và đồng điện tử thứ ba là đồng chôn này. Rất là ngon này. Link thì mình ở dưới phần mô tả. Các bạn chỉ việc bấm vào link nó sẽ chuyển cho các bạn đến cửa hàng Shopify. Và các bạn hãy cài đặt nó về. Và sau khi cài đặt xong thì các bạn hãy mở lên này. Và sau khi các bạn mở app lên thì nó hiển thị hai cái dòng chữ, một là English, hai là Hindi, thì các bạn chọn English rồi các bạn bấm select này. Select này. Và nó sẽ chuyển cho các bạn đến một cái tab này. Các bạn không bấm vào cái dòng đỏ trên nhá. Tại vì đây này các bạn có tài khoản rồi thì các bạn bấm đăng nhập được. Các bạn bấm vào cái chữ dòng chữ nhỏ Not Ever Account Sign Up này, các bạn bấm chữ Sign Up here này để các bạn đăng ký. Và nó sẽ chuyển cho các bạn đến một cái tab khác này. Và đây là cái bản đăng ký của các bạn này. Dòng đầu tiên thì các bạn hãy nhập tên của các bạn viết liền không dấu này. Và dòng tiếp theo các bạn nhập cái số điện thoại của các bạn nhập cái số 0 này. Và dòng tiếp theo các bạn nhập cái email mà các bạn đăng ký ví ForgePay này. Và dòng tiếp theo các bạn nhập barcode của các bạn này. Các bạn nhớ là cái chữ cái đầu các bạn viết in hoa này. Và dòng tiếp theo các bạn nhập cái mã code của mình để các bạn nhập nhận tiền xu này, rất là ngon. Thì mã code thì mình để trên video này, rồi các bạn sign up để các bạn hoàn tất đăng ký này. Và đây là giao diện chính của cái con app Claim nhận đồng 3 đồng Bitcoin này, rất là ngon. Thì cái ô vuông đầu tiên này thì hàng ngày các bạn điểm danh thì các bạn nhận được 200 cái đồng xu ở phía trên đây này, ở chỗ mà đồng xu 30.257 đấy là mình làm nhiệm vụ này. Các bạn đăng ký xong thì các bạn cũng nhận được 200 mà các bạn nhập mã code của mình thì các bạn được nhiều hơn. Rồi hàng ngày các bạn điểm danh thì các bạn cũng nhận được 200 cái đồng ý này, đồng xu này. Và bên cạnh ô vuông bên phải này có chữ D mà hình tròn xanh này, đây là hàng ngày nhiệm vụ các bạn. Mỗi ngày các bạn có 200 lượt cào này đấy, để nhận cái đồng xu này đấy, mình đã nhận 14, rất là ngon này. Rất nhiều nhiệm vụ cho các bạn làm, các bạn có thời gian rảnh rỗi các bạn làm để kiếm thêm thu nhập, rất là ngon này. Đây mình quay lại này. Các bạn cào tệt và quay cũng tệt này. Các bạn có 200 vòng quay đã, tiếp tục là vòng quay. Đấy, hàng ngày các bạn có 200 lượt quay này, rất là ngon. Nào rảnh thì các bạn chơi. Các bạn nhớ là các bạn đấy, có lúc thì các bạn được không, còn các bạn có lúc thì các bạn được xu này. Các bạn nhớ là các bạn khi có quảng cáo các bạn cứ nói chạy hết sau các bạn hãy về tiếp, tại vì là có quảng cáo nó sẽ trả tiền cho các bạn rất là ngon và uy tín này. Các bạn nhớ lời mình nói này. Và trở lại cái con app chính này. Rồi khi mà các bạn đủ xu ở đây thì các bạn bấm vào cái con chim cánh cụt để các bạn info withdraw để các bạn rút về này. Đấy, mình chưa đủ nên là chưa nổi này. Để các bạn rút chuyển cái đồng xu này sang cái ba cái đồng điện tử Dogecoin hay là LTC hay là
đồng chôn để các bạn rút về thì force play này, các bạn đủ thì các bạn rút này, mình thì mình chưa đủ. Đây tiếp theo là có ba cái người này, này các bạn chia xỉ cho bạn bè người thân cho đây để các bạn kiếm thêm thu nhập, cái này ngon này. Đấy. Các bạn chỉ bấm chữ dê phết lao này, các bạn copy link để các bạn giới thiệu cho bạn bè này, rất là ngon. Và cái dòng sao sao này, các bạn có ô vuông của dòng sao này là các bạn đánh giá sao cho cái con app này. Đây và chính. Và tiếp theo thì đây các bạn có 10 nhận claim, nhận 10 liên tục 10 lần ba loại cái đồng điện tử này, đó rất là ngon. Thì các bạn xoay vòng hết, có khi không các bạn nhận 6 cái lượt này các bạn đã lại quay được rồi, nhưng các bạn cứ nhận 10 lần sau các bạn quay lại lần nữa nhận liên tục rất là ngon. Các bạn nhanh tay chơi con app này để rút về vì force play rất là ngon này. Đây mình làm cho các bạn xem này, ví dụ đồng đó coi này, các bạn kích vào ô vuông đấy, các bạn cứ chờ hoặc là các bạn bấm vào hàm mũi tên ở phía trên góc trái màn hình để các bạn test vào quảng cáo này. Các bạn nhớ là các bạn chờ cho hai cái mũi tên nó nổi lên thì các bạn mới test được quảng cáo đấy, nó sẽ nổi lên thì các bạn vuốt lên rồi các bạn nhập captcha này. Đây là hu dat que này, đấy các bạn nhớ các bạn nhìn rõ này, hu dat que. Để các bạn nhập vào đây. Để các bạn. Vâng, và sau đây các bạn này, trước khi mà các bạn claim nhận cái đồng Dogecoin và LTC cũng như là đồng Tron thì các bạn hãy đăng ký ví ForexBay để các bạn chuyển tiền về đó này. Thì link tải cũng như là đăng ký ví Pay thì mình để dưới phần mô tả, và các bạn hãy kích vào link đó để các bạn đăng ký để các bạn chuyển tiền điện tử về đó này. Rất là ngon. Đây, ví dụ để các bạn đây phía trên cái dòng cái mã captcha này là cái dòng chữ anh đấy, đây là cái địa chỉ ví Dogecoin của mình này. Các bạn nhớ là các bạn phải nhập địa chỉ ví Dogecoin, các bạn chỉ cần nhập nhập cái một cái địa chỉ vốc Dogecoin để các bạn nhận ba loại đồng điện tử. Các bạn nhớ lời mình nói này, chỉ cần nhập một cái địa chỉ Dogecoin thôi, không cần nhập cái địa chỉ LTC hay là chôn nữa cả, tại vì là chỉ cần nhập một cái địa chỉ Dogecoin nó sẽ chuyển thẳng về vì phone cho các bạn và nó về từng loại đồng điện tử rất là ngon. Các bạn nhớ lời mình nói là chỉ cần nhập một lần cái địa chỉ ví Dogecoin. Đây và để nhận địa chỉ ví Dogecoin thì các bạn hãy kích vào đây để các bạn sang chép copy cái địa chỉ ví Dogecoin này. Đấy, và sau khi các bạn cứ xem video của mình đăng ký ví Dogecoin thành công, các bạn nhớ là hãy đăng ký và trình duyệt chung để nó sẽ dịch cho các bạn dễ sử dụng hơn này. Đấy, các bạn là dầu bấm dầu ba gạch này, các bạn vào bảng điều khiển, các bạn vào trang tổng quan người dùng. Đấy. Rồi các bạn bấm về chữ tiền gửi này. Đấy, để các bạn copy cái ví ForexBay, copy cái địa chỉ ví Dogecoin này, để trên là địa chỉ Bitcoin, thì hai thứ hai là Dogecoin đây, có hình con chó này, các bạn lại vuốt lên này, này thứ hai, đây các bạn nhìn thấy không? Các bạn lại kích vào đây này, đấy, để copy, đấy, đã copy rồi này, rồi các bạn bấm quay trở lại cái con app lên này.
Đây, các bạn lại dán đây, các bạn nhìn địa chỉ này, các bạn kích vào đây này, các bạn dán cái địa chỉ vừa sao chép vào đấy để các bạn nhận, nó sẽ truyền thẳng về cái ví for cho vay của các bạn này, rất là ngon. Và đây mình làm ví dụ cho các bạn này, các bạn kích vào đây này để các bạn nhập lại các tra này. Chữ này thì nó hơi khó nhìn nên các bạn phải nhìn kỹ. Các bạn quay lại kích về cái dòng nước này để các bạn nhìn thay đổi chữ khác. Rồi các bạn bấm vào cái mũi tên xoay xoay ở cái loa này, cái mũi tên và dấu hỏi này, các bạn đổi chữ cho dễ nhìn này. Đấy. Đây, các bạn này bấm vào để nhập. Chữ này là chữ O này. Các bạn nhớ là nhập, các bạn phải chuyển thành chữ thường, không được chữ in nhé. Thì nó mới đúng chữ này. O này. Out này, cái chữ này out. T này. Up này. Cách các bạn nhớ là xuống dòng là phải cách này, tờ o giờ giờ gồm hai lần gọi là có dấu hỏi. Toan lơ, chữ này chữ toan lơ các bạn nhé, ngoài chữ giờ lơ. Giờ đấy. Rồi các bạn vút lên, các bạn bấm vào cái dòng chữ đỏ Clem Docker Lao này để các bạn nhận nhận cái đồng Docker Y này, rất là ngon. Mạng mình hơi lag nên nó hơi chậm, các bạn kích lại này. Đấy, các tre các bạn đập sai nó sẽ báo luôn này. Các bạn bấm kêu quay lại để các bạn nhập lại. Ở đây các bạn, sorry các bạn đây này. 70.000 Satoshi đã chuyển về ví for sắc bay của bạn đấy, rất là ngon. Có khi lúc này mạng nó lỗi nên nó sẽ chưa chưa hiển thị cho các bạn đấy, rất là ngon này. Chỉ trong vòng cứ 5 phút các bạn cứ lên một lần, nhưng mà các bạn xoay vòng hết, các bạn cứ đem liên tục, rất là ngon. Chuyển thẳng với Fortune Bay các bạn này 70.000 Satoshi, quá ngon luôn các bạn. Còn muốn quay lại có quảng cáo thì các bạn chờ cái vòng tròn trắng trắng ti ti ở dưới này, các bạn xoay hết thì các bạn test lâu thanh này, test bỏ đấy. Cũng như cái con đồng khác LTC thì các bạn cũng làm như tương tự này. Đấy, các bạn quảng cáo các bạn nhớ là khi mũi tên các bạn cứ kích vào trên này, chạm chạm vào góc trên cái trái màn hình mà lùi hai mũi tên để các bạn test quảng cáo này, khi dòng xanh xanh ở dưới nó chạy gần nửa thì các bạn có thể test được đấy. Các bạn bấm dấu nhân, các bạn bấm dấu nhân để các bạn test. Đấy, nó sẽ chuyển cho các bạn đến nhập lại các tre để các bạn claim, rất là ngon. Các bạn nhìn tay trường ép là gì, claim luôn tục mỏi tay luôn này. Đấy, tiếp tục đấy, các bạn chỉ cần nhập một lần địa chỉ Docker nó sẽ giữ nguyên, nó sẽ chuyển thẳng về phí phát cho vay của bạn, nhưng mà nó ở vị trí đồng tiền khác nhau. Ví dụ như LTC thì nó chuyển thẳng về LTC. Đấy, nhưng mà địa chỉ Docker nó vẫn chuyển về cái đồng LTC, rất là ngon. Và đồng chôn cũng như vậy đấy, các bạn cũng làm tương tự như vậy này. Các bạn thấy con app này ngon và hay thì hãy cho mình một like nhé. Và video của mình đến đây là kết thúc. Chúc các bạn kiếm được nhiều đồng điện tử. Bạn nào mà chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh và bảo mình có chuông để nhận thông báo về video kiếm tiền của mình mới nhất của mình nhé. Chúc các bạn rút được nhiều tiền về ví Forex của các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video kiếm tiền tiếp theo.